Quá 8.800 tỷ đồng năm 2020, quy định trên được đưa ra tại quyết định kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của công ty mẹ, tổng công ty viễn thông Mobifone, vừa được ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt. Theo quyết định về các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, doanh thu công ty mẹ, tổng công ty viễn thông Mobifone năm 2020 phấn đấu đạt 33.283 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 5.092 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của công ty mẹ. 23,25%, nộp ngân sách 5.378 tỷ đồng, không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn một. Đáng chú ý, trong quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với Mobile Phone còn đưa ra chỉ tiêu về kế hoạch vốn đầu tư. Theo đó năm 2020 Mobile Phone được đầu tư tối đa không quá 8.800 tỷ đồng. Ngoài những kế hoạch cụ thể trên, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Mobifone giả soát lại toàn bộ danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2020.